Thưa các đồng chí và các bạn, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, rất nhiều điệp viên của ta đã chui sâu, leo cao vào hàng ngũ kẻ thù để khai thác tin tức, phục vụ kháng chiến. Thiếu tướng Đặng Trấn Đức cũng là một điệp viên như thế, nhưng vị trí công tác của ông rất đặc biệt. Ông hoạt động ngay trong sào huyệt cơ quan tình báo của địch, phủ đặc ủy trung ương tình báo ngụy. Thiếu tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Trấn Đức, bí danh Ba Quốc, sinh năm 1922, quê ở Thanh Trì, Hà Nội, nhập ngũ tháng 5 năm 1949. Từ năm 1950, ông được tổ chức giao nhiệm vụ thâm nhập vào các cơ quan của địch, tìm kiếm và cung cấp các thông tin tài liệu quan trọng cho cách mạng và đã trở thành điệp viên trong hai cơ quan bảo mật hàng đầu Sài Gòn, phủ đặc ủy trung ương tình báo. Ông Ba Quốc đã trải qua hàng chục phi vụ, kề cận với tử thần, trực tiếp giúp đỡ các cán bộ cao cấp thoát khỏi vòng vây kẻ thù. Làm sao ông có thể bảo đảm an toàn trong suốt hơn 20 năm trời trong lòng địch, một nơi mà mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tính mạng. Cùng báo Quân đội Nhân dân điện tử ngược dòng thời gian để khám phá những nhiệm vụ đặc biệt của con người đầy bí ẩn, nhà tình báo Đặng Trấn Đức, qua bộ phim tài liệu 10 tập Đặng Trấn Đức, Chân Dung, Nhà Tình Báo Lỗi Lạc, phim do công ty truyền thông Media 21 sản xuất, kịch bản và đạo diễn, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Chí Trung và Đỗ Đức Lương, trân trọng giới thiệu tới các đồng chí và các bạn. Đây là một tấm hình đặc biệt với những con người phi thường. Bộ ba át chủ bài của tình báo Việt Nam: Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Xuân Ẩn và Đặng Trấn Đức. Là sao mà anh suy nghĩ cái cách suy nghĩ của địch, hành xử cái cách hành xử của địch? Từ năm 1950, thiếu tướng tình báo Đặng Trấn Đức được tổ chức giao nhiệm vụ thâm nhập vào các cơ quan của địch, tìm kiếm và cung cấp hàng ngàn những tài liệu quan trọng cho cách mạng. Ông Ba Quốc đã trở thành điệp viên trong chính cơ quan bảo mật hàng đầu Sài Gòn, phủ đặc ủy trung ương tình báo. Tôi đã nắm được 30 năm hồ sơ là người của ta đó, làm việc cho địch hoặc là biệt kích địch phái ra miền Bắc. Nó nằm trong một cái kế hoạch, nó gọi là kế hoạch thành lành. Mình chuẩn bị để quấn một đợt hai á, thì có một cái tay sĩ quan cao cấp của mình nó ra nó hàng giặc. Tôi tìm tám hà ba nơi không thấy: Ban Quy Trung ương Tình báo, Tổng Giám đốc Trung tâm Thẩm vấn, Trung tâm Tình báo Hỗn hợp Phòng 2. Sau cuộc tổng công kích, Mỹ không thua ở mặt trận mà thua ngay tại chính nước Mỹ. Vụ ném bom B-52 Hà Nội không phải chỉ là biện pháp đối phó với hậu ký kết mà cả đối với khuynh hướng đè bẹp Cộng sản bằng quân sự tại Mỹ. Thì một cái nguyên tắc quan trọng nhất là đảm bảo được cái liên lạc điệp báo, giữ được tuyệt đối bí mật. Mình tức thay cho mẹ mình nữa. Rất là giận lắm ấy, giận cho cái cuộc đời mình. Làm tình báo là phải có trí tuệ. Nhưng thứ hai là cái sự trung thành với đất nước, cái lý tưởng. Hai cái đó phải có trong đầu một người tình báo. Làm sao ông có thể đảm bảo an toàn trong suốt 20 năm trời, trong một nơi mà mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tính mạng? Cùng ngược dòng thời gian, khám phá những nhiệm vụ đặc biệt của một con người đầy bí ẩn, nhà tình báo Đặng Trấn Đức. Ông Ba chưa hề giải thích với tôi vì sao ông ấy an toàn và ông hoạt động thành công trong suốt một thời gian dài như thế. Chỉ có một người chỉ huy tình báo đã từng chỉ đạo ông Ba là Thủ trưởng Sáu Chí, là trưởng phòng tình báo miền, người ta gọi là Cụm trưởng CM2. Có nói rằng ông Ba ông ấy thành công và ông an toàn bởi vì bao nhiêu cái tốt, cái đẹp của ông ấy, nó lặn hết ở bên trong. Thế đấy là lời của ông Sáu Chí. Và ông ấy trầm lặng cho nên ông an toàn. Trầm lặng, thật khó có thể tìm được một nơi nào không trầm lặng như Sài Gòn. Một thành phố đông đúc, màu sắc, đầy sôi động và cũng đầy nguy hiểm với các âm mưu. Trong suốt quá trình tồn tại, chế độ Sài Gòn đã chứng kiến tới 11 cuộc đảo chính khác nhau. Đáng kinh ngạc, ông Ba Quốc với cái tên Nguyễn Văn Tá lại làm việc tại một cơ quan được coi là trung tâm của mỗi cuộc chính biến. Tuyệt nhiên,
ông an toàn qua mọi cơn bão tố. Trầm lặng có phải lý do duy nhất giúp ông ba vượt qua tất cả? Tuy nhiên tôi thì tôi lại nghĩ còn một nguyên nhân khác nữa, là 24/24 giờ trong ngày, 7 ngày trên một tuần, 365 ngày trong một năm, ông ấy sống với tư cách là một cán bộ tình báo. Ông không có một đời thường. Ngay sống với tôi 20 năm, 19 năm tôi được gần ông, tôi cũng chưa nhìn thấy ông ấy một lúc nào là người của đời thường. Là sau khi đảo chánh và nghiệm xong rồi, thì lúc đó là ông làm bên trung tâm tình báo. Theo tôi hỏi bên mấy người mà làm giới thiệu tôi cho ông, thì nó nói ông là cấp bậc thứ tá, tên là tá. Nhưng mà thấy cuộc sống ông á, sống rất là gương mẫu, rất là hạ tăng hạ tiện, vợ con gì cũng vậy đó rồi. Đi cái xe scooter tức là bếp ba cũ mềm màu xanh, hút thuốc lá rẻ tiền nhất, bắp tô xanh đó. Ngoài ra không hút cái gì khác, không có xài gì hết đó rồi. Còn cái cuộc sống bình thường hàng ngày đó, thì anh phải là sao mà anh suy nghĩ cái cách suy nghĩ của mình, hành xử cái cách hành xử của địch, từ cái đó mà sống chan hòa với tất cả mọi người. Nguyễn Văn Tá, Ba Quốc, Đặng Trần Đức, ba cái tên trong một cuộc đời. Ông đã ẩn mình và hoạt động như vậy giữa trung tâm Sài Gòn. Bên ngoài là một nhân viên mẫn cán của nhiệm sở, bên trong là một điệp viên bí mật, một vỏ bọc gần như hoàn hảo. Nhưng tại sao chính ông lại thừa nhận tình báo không phải nghề của tôi? Làm tình báo là phải có trí tuệ. Tình báo mà không thông minh nào. Và chính ông nói là tình báo không phải là nghề của tôi, là ông nói về cái câu chuyện đấy. Tình báo là phải có hết lòng vì nghề nghiệp. Ăn tình báo, ngủ tình báo, sống tình báo thì lúc bây giờ mới nên có người giỏi được. Nhưng thứ hai là cái sự trung thành của đất nước, cái lý tưởng. Hai cái đó phải có trong đầu một người tình báo thì người ấy trở thành một người tình báo giỏi. Mà sống giao dịch tiếp cận đối với tầng lớp bên trên càng được nhiều càng tốt, thì cái đó nó vừa đảm bảo cái an toàn, vừa là vừa thực hiện được cái mục tiêu về tin tức. Trong quá trình hoạt động, nhà tình báo Đặng Trần Đức đã có nhiều dịp bắt gặp, điều tra chính những cán bộ của ta không may bị kẻ địch bắt giữ. Vì mục tiêu chung, ông phải đảm bảo bí mật, dù trong những phút giây hiểm nghèo cũng không thể cứu giúp. Kết cục của những người đó luôn làm ông day dứt mãi về sau này.